chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Đông Tây được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HGTV. Hôm nay thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019, có những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay vẫn còn 51 thí sinh trong vụ gian lận điểm thi năm 2018 đang theo học tại các trường đại học. Vì các thí sinh này sau khi chấm thẩm định, điểm thực vẫn đủ điểm trúng tuyển đại học. Tuy nhiên, để công tâm, công bằng, xử đúng người, đúng tội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu em nào bị kết luận có tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tổng số 222 thí sinh được nâng điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 ở 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, thì riêng Hà Giang có tới 114 thí sinh. Sau khi chấm thẩm định, có 3 thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp, 72 thí sinh không đăng ký xét tuyển, 39 thí sinh đăng ký xét tuyển đã nhập học và đang học tại 23 trường đại học cao đẳng. Riêng 12 thí sinh có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển, thì trước mắt, trong quá trình điều tra, các trường đang tiếp tục cho theo học. Như vậy, hiện nay đang có 51 thí sinh đã nhập học và đang tiếp tục học trong các trường đại học. Bộ Công an cho biết, trong tháng 4, lực lượng đã triệt phá 154 băng nhóm tội phạm, bắt vận động đầu thú 435 người trốn truy nã. Trong đó, đáng chú ý là các nhóm tội phạm về tàn trữ, mua bán, vận chuyển ma túy, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, tội phạm tín dụng đen, buôn lậu xăng dầu và tội phạm xâm hại trẻ em. Trong 154 băng nhóm tội phạm đã triệt xóa, lực lượng công an đã bắt và xử lý hơn 700 vụ với gần 4.000 đối tượng đánh bạc, bắt và vận động đầu thú 435 đối tượng truy nã, phát hiện hơn 2.000 vụ, bắt 3.400 đối tượng, thu giữ 56,87 kg heroin, hơn 2.000 kg và 140.000 viên ma túy tổng hợp. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình lịch công tác năm 2019 của Bộ và Đảng ủy Công an Trung ương. Các đơn vị điều tra của Bộ đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án, đặc biệt là các vụ việc, vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, đồng thời tăng cường đấu tranh tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm có xu hướng ngày càng gia tăng, tập trung vào tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, đơn vị này đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Bên cạnh đó, sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan tới việc tài xế uống rượu bia, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể mới đây ký ban hành chỉ thị 04 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Dự thảo luật giáo dục sửa đổi có một số điều nói về giáo dục tư thục, trong đó có những điểm khác và không tiến bộ so với những điều cùng nội dung trong luật giáo dục hiện hành. Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, trường tư thục trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi. Nhưng đa phần đại biểu đều băn khoăn xung quanh quy định hội đồng trường về quyền sở hữu. Nhiều ý kiến cho rằng trường tư thục có hai cột trụ của nhà đầu tư để yên tâm đầu tư, đó là quyền sở hữu và quyền điều hành nhà trường. Tuy nhiên, dự thảo luật giáo dục sửa đổi gần như tước đoạt quyền điều hành và quyền sở hữu nhà trường của nhà đầu tư. Những khó khăn mà các đại biểu đưa ra sẽ được tập hợp gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới. Thưa quý khán giả, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất thống nhất giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể làm việc hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn. Nhưng khi được hỏi về vấn đề này, ý kiến đồng tình cũng nhiều mà ý kiến ngược lại cũng không ít. Những câu hỏi được đặt ra ở đây là phải thay đổi như thế nào cho phù hợp, việc thay đổi giờ làm có thực sự thuận lợi hơn cho người lao động hay không? Bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, thời gian bắt đầu và kết thúc một ngày làm việc luôn phải được tính toán rất kỹ cho phù hợp. Vì vậy, Việt Nam cũng không thể là ngoại lệ. Và đây là nội dung mà chúng tôi sẽ bàn đến trong góc nhìn Đông Tây trưa nay. Chuyển sang tin tức đáng quan tâm khác.
Trong hôm qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Tiền Giang đã đạt được một số thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn đang phải đối mặt không ít khó khăn cần tháo gỡ. Đó là vấn đề đầu ra cho nông sản hàng hóa còn nhiều trắc trở, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu. Các tổ chức kinh tế hợp tác chưa đủ mạnh và đủ sức hấp dẫn nông dân. Chất lượng nông sản chưa đồng đều, diện tích áp dụng tiêu chí GAP chưa nhiều và đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, hình thành chuỗi giá trị nhằm đảm bảo đầu ra và hiệu quả kinh tế cho nông dân, gắn dùng nguyên liệu, giấy sơ chế, chế biến, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa tham gia thị trường, cũng như tăng cường công tác xúc tiến thương mại nói chung, xúc tiến thương mại trái cây đặc sản nói riêng. Cũng bởi chất lượng nông sản chưa được quan tâm đầu tư nhiều, nên trong tháng 4, nhiều lô hàng rau xanh và thanh long của Việt Nam xuất sang Nhật nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nông sản Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa gửi văn bản tới các chi cục kiểm dịch thực vật, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản và các tổ chức cá nhân liên quan về việc nước này tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm một số mặt hàng. Với vi phạm trên, Nhật dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của các công ty vi phạm và tăng cường kiểm tra chung với các mặt hàng cùng chủng loại từ Việt Nam. Cũng không thể đổ lỗi tất cả cho người trực tiếp sản xuất, vì suy cho cùng, kết quả cuối cùng cũng chỉ mong được tiền lợi chút đỉnh sau khi thu hoạch. Sản xuất các sản phẩm nông sản, thực phẩm theo các tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn, đảm bảo sức khỏe đang phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Nhiều doanh nghiệp lớn đã tham gia nhiều trang trại sản xuất rau, quả, thực phẩm sạch, an toàn. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà sản xuất, và người nông dân cũng thiệt hại một phần trong đó nếu như nông sản sạch bị tồn động. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn để mua hàng quá đúng chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Nguồn cung rau quả, thịt an toàn có chứng nhận không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Song, thực tế vẫn có không ít đơn vị dù có sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, vẫn đang chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi là sản xuất theo quy trình thì chúng tôi phải có tất cả những cái chứng minh rằng chúng tôi làm vườn cây đó là nó an toàn thực phẩm, ăn sạch. Thì trong 2 năm vừa qua là chúng tôi cũng đã đi các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, thì các siêu thị người ta họ lại cũng là muốn chúng ta là làm đảm bảo thủ tục, và họ cũng ban đầu thì họ cũng đã chấp nhận, một số siêu thị người ta chấp nhận nhưng mà với số lượng nó còn ít. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn chưa bao giờ giảm trong cộng đồng hơn 97 triệu dân Việt Nam, cũng như trên 1 triệu 900 ngàn dân ở Đắk Lắk. Song đầu ra cho những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sạch an toàn không dễ dàng. Không ít người dân đơn vị sau một thời gian tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt trong sản xuất, không kết nối được với các đơn vị phân phối bán lẻ uy tín để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng đúng giá trị của nó, đã quay lại sản xuất đại trà mang tính tương đối. Không ít đơn vị phân phối bán lẻ thực phẩm sạch an toàn ra đời chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi mất hút. Đắk Lắk bây giờ cũng có những cái cửa hàng mà chuỗi rau hàng rau sạch á, và được cung cấp đầy đủ những cái nguồn nguyên liệu cho bữa ăn, thì em cũng rất là an tâm khi mà đến đây thì có sản phẩm là truy xuất được nguồn gốc rõ ràng, và thứ hai nữa là rất là cụ thể về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng. Sản xuất sạch an toàn là trách nhiệm cần có của mỗi người sản xuất, và họ phải chịu trách nhiệm cho chính sản phẩm mình làm ra qua việc truy xuất nguồn gốc thông qua các kênh phân phối. Từ đó chi phí sản xuất đội lên cao bởi chi phí nhân công, vật tư, phân bón tăng lên, năng suất có thể giảm. Đã có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối thị trường cho sản phẩm nông sản đảm bảo các yêu cầu chất lượng được cơ quan chức năng tổ chức. Qua đó giúp cho các đơn vị sản xuất, các đơn vị phân phối bán lẻ cùng gặp nhau, cùng liên kết đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Thế nhưng, trước sự dè dặt của số đông người tiêu dùng, số lượng các sản phẩm sạch an toàn đến với người tiêu dùng vẫn chưa nhiều. Phần lớn các sản phẩm, dù sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thì vẫn phải bán trôi nổi, cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại chất lượng kém hơn trên thị trường. Bởi vì sao? Do các sản phẩm nông sản chạy theo sản lượng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mặt bằng hình thành nên một mặt bằng giá thấp. Người tiêu dùng quen với điều đó thì nông sản cho dù có sạch cỡ nào cũng bí đầu ra. Thưa quý khán giả,
Với sở thích sáng tạo thì anh Nguyễn Văn Vũ ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang sở hữu riêng cho mình chiếc máy tời cây. Và đây là chiếc máy độc nhất vô nhị được anh chế tạo để kéo hàng chục tấn gỗ mỗi ngày thay thế cho công sức lao động của con người. Anh Vũ kể, trong một lần đi mua cây trong vườn, thấy mười mấy người kéo một gốc cây chừng 3-4 mét. Đường dốc một tí là bị dội lại, kéo không đi. Một lần tình cờ qua phà, nhìn thấy công nhân kéo dụng cụ rất nặng, nhưng dễ dàng, nên anh nảy sinh ý định về chế thử thành công. Máy tời cây được chế tạo rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, vì nó có thể thay thế con người kéo khối gỗ khổng lồ về nhà sau khi hạ đốn. Cấu tạo máy rất đơn giản, gồm một động cơ Honda 100 phân khối sử dụng xăng, phối hợp 3 bộ nhông nằm trên một trục, kèm theo một sợi dây xích. Khi qua trớn, có hệ thống giảm phanh thắng lại. Máy Honda bình thường thì mình chạy, ví dụ như mình xài nhông nhỏ mà dĩa lớn. Trong khi đó mình chuyền qua đây, chuyền qua là 3 bộ nhông. Đó, từ nhông nhỏ đến dĩa lớn, rồi nhông nhỏ qua dĩa lớn. Thì 3 giai đoạn như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh phi thường. Khi máy hoạt động chỉ cần 3 người làm việc trong 2 giờ đã có thể dịch chuyển vài tấn gỗ to mà nếu như kéo bằng tay phải gần 30 người làm trong một ngày. Ưu điểm của chiếc máy tời cây là len lỏi tận vùng sâu, hẻm hốc hay kênh mương chằng chịt mà không cần thêm máy xúc, máy cẩu trọng lượng to. Cái máy xới tôi nó một tấn mấy đằng mà lại xuống rớt xuống hầm á là sâu 3 mét mà nó xuống sình mà xuống dưới quay trở không được. Là tôi mượn là 10 người là nhúc nhích, nó không nhúc nhích. Rồi tôi mới mượn cảo về, tôi cảo cũng không có được nữa. Rồi tôi thấy tôi suy nghĩ lại, tôi nói là tại còn có cái máy kéo của chú Vũ là kéo lên. Với chiếc máy tiện dụng nhỏ gọn như thế này, ngoài việc phục vụ cho lợi ích công việc, anh Vũ còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mỗi khi cần mà không đợi trả công. Giải pháp sáng chế này đang được nhiều người ở An Giang học hỏi và tỏ ra thích thú khi tiện ích của nó được ứng dụng hiệu quả trong đời sống. Thưa quý khán giả, trong cuộc sống này thì vẫn còn rất nhiều những hình ảnh như thế. Biển cả mênh mông là nơi thách thức và đáng sợ đối với những người trai tráng khỏe mạnh. Tuy nhiên, ở vùng biển Gò Công thuộc địa bàn xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân của tỉnh Cà Mau, lại có một ông già mù đã hơn 60 tuổi đời mà vẫn bám biển để mưu sinh. Ông tên là Hồ Văn Bỉ, bị khuyết tật đôi mắt. Mặc dù không thấy đường, nhưng cái tài bắt cá ngát và cào bắt con ốc móng tay của ông thì được người dân nơi đây cúi đầu bái phục. Hàng ngày, ông Bỉ cứ đợi đến con nước rồng là chuẩn bị dụng cụ để theo ghe của những người cùng xóm đi bắt ốc móng tay. Chọn khu vực ít sóng dập, cách bờ biển từ 6 cho đến 10 km. Những năm trước đây, khi ông còn trẻ, ông thường tự men theo dòng sông ra biển để mò bắt cá ngát. Công việc bắt cá ngát thì nguy hiểm hơn nhưng được cái thu nhập cao. Mỗi ngày ông bắt cũng được từ 5 cho đến 7 kg. Vài năm trở lại đây, do sức khỏe yếu nên ông chuyển từ bắt cá ngát sang bắt con móng tay. Con móng tay là một sản vật của Cà Mau, tập trung nhiều ở vùng biển Gò Công. Những năm gần đây, sản lượng con móng tay ngày càng ít đi, nhưng bù lại là có giá nên cuộc sống của ông cũng đỡ đôi chút. Nếu như ngày nào trúng thì ông Bỉ có thể bắt được từ 20 đến 30 con móng tay, bán cho dựa cũng kiếm được từ 400 đến 500 ngàn đồng. Còn những ngày thất, biển động thì ông chỉ bắt được vài ba con cho khoảng 5 giờ lặn ngụp ở dưới nước. Ngày cũng sóng gió, cũng nhầm cái thì bữa đi được, bữa đi không. Cũng gặp có cái thì cũng rất giả. Có bữa thì cũng làm được, sống được, có bữa thì 5-7 bữa mới làm bữa. Nó cũng cực lắm ạ. Thì mình đi cào hồi trước thì nó cũng nhiều, nhưng bây giờ cào có khi đó là cả tiếng hồ chưa dính được con đó. Có khi thì hên thì dính được 2-3 con, có khi tiếng hồ không dính con nào nữa. Khi mình gặp hang thì mình bắt nó cũng khó lắm. Nhưng mà lặn xuống có thể là có cái hang con dễ bắt á, thì lặn một hơi. Còn con khó bắt thì mình có bắt 2 hơi, 3 hơi cũng không cần. Mỗi lần ra biển là mỗi lần thử thách đối với ông Bỉ. Nhưng bằng đôi tay thính, bằng việc vận dụng triệt để các giác quan còn lại để tìm đường đi nếu như bị lạc với nhóm bạn lặn. Có lần gió nổi lên nhanh, nước dâng cao, ông trôi đến cửa sông và nắm được chăn nước.
Ông mò theo mé biển kiếm cửa sông quen thuộc và lắng nghe tiếng giỏ máy, tiếng chó sủa mà tìm đường về nhà trong sự xúc động tột cùng của gia đình. Vậy mà chỉ ngày hôm sau, ông lại ra biển. Không phải vì ông không sợ nguy hiểm, mà vì cuộc sống mưu sinh. Một số tin nhắn từ cộng tác viên chương trình vừa gửi về, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 8 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã có buổi kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ kinh doanh bánh kem, bánh ngọt ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của cơ sở, đoàn ghi nhận khu sản xuất bánh sắp xếp lộn xộn, một số nguyên liệu đã hết hạn sử dụng. Số nguyên liệu đang sử dụng thì không có hóa đơn chứng từ, nhãn phụ, cơ sở chưa lưu mẫu sản phẩm theo quy định. Đoàn lập biên bản và chờ xử lý. Sau cơn mưa vào chiều qua, các phương tiện lưu thông trên đường biển Trần Phú, Nha Trang đã một phen hốt hoảng bởi một thanh niên trạc 30 tuổi nghi ngáo đá vừa đi bộ vừa la lối, dùng chân dùng tay hù dọa người đi đường. Do thanh niên này đi ngược chiều nên đã khiến nhiều xe hai bánh vội né tránh. Nhiều xe ô tô đã bị thanh niên này đứng ngăn chặn gây mất an toàn giao thông. Sự việc trên chỉ kéo dài khoảng 20 phút, sau đó người thanh niên này đã đi vào một con hẻm rồi mất dạng, để lại nỗi hốt hoảng cho người đi đường. Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Nhật Hùng sinh năm 1982 tù chung thân, Đàm Minh Quang sinh năm 1988 cùng trú Ninh Hiệp, Ninh Hòa 20 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Đây là hai bị cáo đã tham gia cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn Ninh Hòa, Khánh Hòa hồi tháng 9 năm 2018. Tổng số tiền đã thu hồi là 4 tỷ 500 triệu đồng.